Thời gian qua, đại dịch COVID-19 không chỉ làm gián đoạn việc đi học trực tiếp mà còn hạn chế trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Thời gian ở trong nhà nhiều nên nhu cầu tìm đến môi trường Internet để giải trí của trẻ càng cao. Bên cạnh những lợi ích mang lại thì Internet cũng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy khó lường với nhóm đối tượng chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân. Chính vì vậy, việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh cũng như các ban ngành chức năng. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Hoạt động của mạng lưới được cập nhật tại website vn-cop.vn. Hiện website này đã cung cấp tính năng báo cáo xâm hại. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của người dùng về vấn đề bảo vệ trẻ em trên mạng. Sắp tới, đơn vị sẽ trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho trẻ em, phát hành Bộ Cẩm nang về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Có thể thấy sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành chức năng sẽ góp phần giảm thiểu, phòng ngừa những nguy hiểm đang rình rập trẻ trên môi trường mạng. Bây giờ trong cái mùa dịch này á, các em sử dụng Internet, thời gian cho em sử dụng Internet rất là nhiều. Như các em học online, giải trí, việc mà dùng nhiều như vậy á, thì nó cũng có sự mất kiểm soát. Dẫn đến có nhiều cái nguy cơ trên môi trường xảy ra trên môi trường mạng. Ví dụ như các em sẽ bị rò rỉ thông tin nè. Bị xâm hại qua môi trường mạng, bị đưa những cái hình ảnh của mình lên để hù dọa của những kẻ xấu. Tại Đà Nẵng, với đề án xây dựng thành phố an toàn không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2020-2025, các cấp hội đoàn thể trên địa bàn thành phố xác định rõ công tác tuyên truyền, hướng dẫn để trẻ em khai thác sử dụng Internet một cách an toàn, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công chung của đề án. Thực hiện chỉ thị 39 của thành ủy, đó là xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn không bạo lực với trẻ em, thì trong đó Internet cũng là một trong những nội dung mà để dành cho một cái khoảng không gian để phòng chống công tác bạo lực. Tại vì trên cái trò chơi hoặc là mạng xã hội thì có rất nhiều cái nội dung liên quan đến bạo lực. Ở trong đó thì trẻ em phải làm như thế nào để hạn chế cái tình trạng bạo lực đó ở trên mạng xã hội, thì chúng tôi cũng thông qua cái hình thức tuyên truyền, ngoài cái tờ rơi tuyên truyền bình thường thì tạo sân chơi cho các em hoặc là hướng dẫn cho các hộ gia đình, cán bộ hội viên phụ nữ là chia sẻ công việc nhà đối với các em và giao cho các em tham gia đối với gia đình về cái công tác chăm sóc hoặc là quản lý đối với gia đình của các em, thì sau đó mới có cái thời gian chơi. Theo thống kê, hiện trên cả nước có khoảng 24,7 triệu trẻ em và 2/3 trẻ em có thể tiếp cận thiết bị kết nối Internet. 43,4% số các em có thời gian sử dụng trung bình từ 1 đến 3 tiếng một ngày. Bên cạnh những giải pháp của cơ quan chức năng, các bậc cha mẹ là cầu nối quan trọng giúp nâng cao nhận thức kỹ năng cho trẻ khi tiếp xúc với môi trường mạng. Không cấm đoán nhưng cũng không bỏ bê sự giám sát đồng hành của người lớn sẽ tạo điều kiện để trẻ em thích ứng an toàn với môi trường mạng trong thời đại công nghệ số hiện nay.